Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sự Chấm Biên Minh của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến thuật của mình từ game ARK Survival Evil Mod Remorphia cộng với lại mod Eternal. Thì ngày hôm nay chắc là mình sẽ lên đường đi bắt tiếp hệ tiếp theo, mà cũng ngang ngang trình với lại so với cái hệ Celestial, đó là hệ Demonic. Mấy tập trước thì mình bắt được cũng khớ khớ rồi đó mấy con, nhưng mà mình chưa có tiến hóa được bọn nó. Tại vì muốn tiến hóa bọn Celestial thì chúng ta phải đi giết boss bích công hay là gì đấy thì mới có được cái đồ tiến hóa cho bọn nó. Sau này đi mình mấy tập sau rồi mình đánh boss đi thì mới có cái cục đó được. Hôm nay mình đi kiếm thử coi xem chúng ta sẽ tem cái con Demonic nào đây, rồi dùng nó để đi đi quậy thử coi, với lại đi farm thêm boss để mà kiếm đồ nữa. Mình cần khá là nhiều mấy cái sâu, đằng sau này chúng ta còn phải triệu hồi ra thêm nhiều cái con quái nữa, xịn sò luôn. Để mình coi nào, cái con gì đó, cái con Emperor hình như là chưa có gọi được thì phải. Bây giờ chắc là bắt mấy cái con tầm trung thôi, cái con Demonic Reaper này nè. Cái con này thì bắt buộc chúng ta phải đánh hết toàn bộ mấy cái con Origin để mình lấy cái tribute của nó, sau đó mình mới ráp được cái con Demonic Reaper này. Thì trước mắt để mà giết được cái con mấy con Origin thì mình nghĩ là phải kiếm một cái con Demonic khỏe khỏe chút xíu, tại vì nó có chưa đốt lửa đó, nó đốt mấy con Origin đau mới nhanh được. Còn hiện tại mấy con kia đốt thì không không đau mấy. Đấy, hôm nay mình sẽ đi bắt Demonic nha, để xem nào. Tí nữa scan được cái con gì đó với VIP thì mình đi bắt chơi coi. Để đi chế vài cái bồ Demonic cái đã. Này, unlock thú xịn. Ôi. Ồ. Nhưng mà để chế hiện tại thì mình đang thiếu ba cái nguyên liệu nè. Sijonal, Long Grass với lại Rock Cà Rốt. Ủa. Mấy cái này không không có farm được từ cái con mấy con này hả ta, kỳ vậy. Khoan khoan để mình test thử coi. Mấy con này nó không farm được cái mấy cái là thiếu mấy cái cà gốt được ta, vô lý vậy. Rồi để mình xuống dưới đây một tí. Anh kia lô cho nó farm được cái đó không ta? Mấy con này thần farm mà sao lại thiếu mấy cái cốc cà gốt kia được nhờ? À đấy, mấy con này farm được mà. Test thêm con đồ y nữa coi xem có đồ y nó farm được không. Con này thì không farm được. Rồi để cho nó về nhà. Thấy con anh kilo đi hốt mớ rồi. Farm rock cà rốt nè, farm sea channel với lại long grass. Có con này thì đỡ phải tốn diện tích đựng mình xây mấy cái nhà kính trồng cây các bạn ạ. Cứ thả cái con này xuống dưới mấy cái bụi berry này nó pha một tí, một là có mấy cái đó cho mình chế đỡ mất nhiều thời gian. Thôi mình nghĩ chiếc tầm này chắc là cũng đủ để chế được ít nhất là 5 cái kiếp bồ, làm 5 cái đêm nít rồi đi bắt. Rồi, ok.
làm 5 cái demonic. Sau đó mình đi tem. Thường thường là mình sẽ đi bắt cái con Tony the Dragon demonic trước, con này mạnh quỷ vậy. Có mấy cái chiêu phóng gai đốt lửa, nó đốt mấy con Origin đau cực kỳ luôn, khoảng tầm xả vài tên là nó mấy con Origin đi bụi ngay. Đây rồi, chúng ta có Demonic Capro Suchet là con cá sấu nè, Parasaur là cái con khủng long farm trái cây đầu game nếu mà chơi bản mặc định, Tony Dragon level 600 nè, đấy con này mới gọi là xịn. Con khỉ Mesopi the Curse, con Hyenodon là cái con chó địa ngục, nhưng mà cái con này có một đầu thôi, còn con chó ba đầu là Cerberus rồi. Demonic Terrobus, ok mấy con này từ từ mình sẽ bắt. Morelatop 600 nè, con này cũng mạnh nè, Megatherium nè, Demonic rồi. Demonic Ovid là con cừu nè, Demonic Sihon cũng khỏe luôn, con Daeldon là con heo lửa, Demonic Bulldog với lại con Demonic Eul là con ngựa, ngựa địa ngục, ngựa vằn. Uầy, tập này chắc là mình sẽ đi tem thử con Bulldog với lại con Tony Dragon đi ha. Nếu như mà con Bulldog này nó không khỏe thì bắt con Tony để đi đánh boss cho chơi. Tại vì có mấy con level 600 mà không bắt, bữa sau mình xóa thú đi nó mất uổng lắm. Cho nên là bây giờ chắc là sẽ đi bắt con Tony Dragon level 600 trước đi. Có một con đam khỏe giúp mình cái mấy bài tập sau. Chỉ cần đi đánh boss lấy đồ thôi. Kiểu gì mình cũng sẽ tem hết toàn bộ mấy con Celestial cũng như là mấy con Demonic ha, để mình còn tiến hóa lên Fallen. Với lại tiến hóa Celeste lên Ascendant nữa. Đấy, Demonic thì sẽ lên Fallen, còn Celestial thì nó lên Ascendant đấy. Sức mạnh được tăng, không biết là gấp đôi hay gấp mấy nữa, tại vì setting đam với lại máu thì mình đã chỉnh lại về mặc định hết trơn rồi. Hồi trước còn nâng máu bọn này lên, tại vì trong đây á đam nó cao lắm, còn máu nó thấp tè tè. Hồi trước là mình toàn phải nâng gấp 10 lần, gấp 20 lần máu lên á, để cho bọn nó gọi là đánh không có chết nhanh quá. Thường mấy con này chỉ cần các bạn dùng một skill thôi là đủ để tiêu diệt một con rồi. Mình phải tăng lên gấp 10, gấp 20 lần để đánh lâu lâu chút xíu, đặng hơi tốn thời gian một tí, kéo dài clip ra. Chứ nhanh quá thì coi cũng mất hay đúng không? Đây rồi, con Demonic Tony đây level 600 luôn. Ủa nó cái coi. Xin nhẹ, xin nhẹ. Ui, con này ăn 5 kiếp bồ là vừa y. Quá tuyệt vời. Đây, ăn đi. Ăn đi du, xong rồi mình đi train level lên nào. Tí nữa đi qua bên đảo Sương, đi quậy mấy con boss bên đó một tí. Cái gì vậy? Ôi ôi, ôi ôi ôi, gì đây? À, khủng long bạo chúa, khủng long bạo chúa, bạo chúa hả bưởi? Bạo chúa với chúng tôi à? À, mình còn phải đi đi đánh mấy cái con đeo nít đận lấy da nữa, mình chưa có da. À, có một con level 560 đi đánh đại đi. Hôm bữa mình hỏi cái cách mà unlock lọ thuốc steroid, hình như các bạn chỉ mình đó là chúng ta phải đi giết con Bionic thì mới unlock được cái lọ thuốc giúp tăng sức mạnh lên cho bọn thú, nó được imprint 100% lên, được tăng khoảng tầm
20 hay là 40% sức mạnh nhiều của nó thêm á. Celestial con nào của mình khỏe ta? Thì là cô leo đi. Đấy, những con thì là cô leo này giúp nó. Ôi dồi, ôi trời 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 trời, cái gì vậy? Choáng quá, choáng quá, choáng quá, em choáng quá, em choáng quá. Không thấy gì hết. Rồi, lụm nó từ từ, mình phải lấy cái con Terry ra quào á. Terry quào được nhiều da hơn. Đấy, 2.000 mấy da nè. Cái gì nữa đây, ní? Ní vô nè, ní. Ní vô nè, ní. Ní thêm cái gì nè, ní. Ô. What? Sao có con trường đây vậy? Mài trường. Mài trường với tao không mài. Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Ok, có da rồi. Có da làm cái yên cho quần Tony, Tony the Dragon. Đây, đeo nick. Sáu trăm bảy mươi da chế được một yên. Ngon luôn. Rồi, đi trên level tí quay. Qua chỗ sa mạc trước. Pha một tí level, sau đó mới qua bên đảo xương. Chứ giờ qua bên đảo xương gặp mấy con khỏe nó giúp mình cái một à. 62.000 đam nè. Đấy, các bạn thấy mới vô thì nó cũng thường thôi, là chưa có mạnh lắm. Đủ chưa phải nè. Ấy, chiêu này dữ dữ nè. 125.000 đam mà nó đốt. Đốt lâu lắm luôn nha. Xe coi. Con lửa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy thu? Chú ít có gì không? Chú V, chú R. Ờ, không quá, nó chỉ có phun lửa chuột xê với lại chuột quả là phóng gai à. Còn cá thường là chuột trái không nói làm gì. Chuột xương, chuột xương. Khỏe vải trưởng. Từ mà đâu rồi cái tăng level nhanh rồi ta. Mở auto click lên cộng giúp mình đi, chứ cộng tay lâu lắm. Tổng xương xương 10 triệu máu trước đi, xong rồi nhân đam. Mười triệu máu mấy 100 triệu á ta. Xem lại coi. 108 triệu à, ok. Qua bên đảo xương. Qua bên đó đánh boss nào. Mấy con này thường thường gồng nổ lên là xài Ctrl C tăng thêm mấy chục phần trăm đam nữa. Ô, nhầm đường, nhầm đường. Ô, cái gì vậy?
Ủa cục đá nó bị bắn điện hả? Phải hay là có con rồng gì kẹt trong đó thì nhờ. Không biết luôn. Rồi, nổ khí xung thiên lên, quậy cho đã nào. Rồi, em tới đây. Ôi 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 ôi, có con gì đây? Có một con Celestial hay có con gì ở đấy rồi. Ui. Nó đốt boss chưa, đốt boss chưa, đốt rồi, đốt rồi. Úi giời. Đào 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 thì gọi là hai cái chữ luôn. Con mấy cái con Celestial đốt không mạnh bằng mấy cái con Dionysus này đâu nha. Dionysus này đốt đau cả cái chưởng luôn á. Thấy chưa? Ủa đốt rồi, đốt rồi. Cái giật máu rồi. Nó khỏe thì phải cái chưởng rồi. Ôi, có con Flash gì kìa. Phantasmo gì đó. Từ từ, để mình nâng cộng thêm máu rồi đó. Trời, mình đi. Mình cho nó đủ quấn. Full máu, full đam luôn. Cho nó cắn mình đi luôn cho. Tyrannosaurus Rex chạy. Con đó hình như các bạn kêu con đó mạnh lắm. Không nên va chạm vào hiện tại. Nó uống mình chết đấy. Mấy con đó, con Tyrannosaurus Rex nó dễ sao. Demonic có con anti mình kìa. Ủa cái skill này hình như là của con Titan ta. Nó hay tạo ra một bản copy giống mình. Mình là cái con Titan nào ở đây? Cái con này tạo ra nhỉ? Biết luôn. Bacon gì đó, Bacon Overlord hay là Robot Pippin gì đó.
vẫn là chưa bắt tên với mục tiêu rồi, nhưng mà phải đánh boss tinh nổ mới spawn ra. Kêu là tăng máu lên gấp 10, gấp 20 lần nữa. Chắc đánh một con hết một tiếng đồng hồ mới xong. Ở đấy, rồi, đã giết xong con này nó mới ra con Titan này các bạn. Quái cả nồi. Xung ra một cái con trong một tem giết luôn rồi. Con này nữa để đi miếng boss là con này đốt máu đau. Các bạn nghe âm thanh nó bị lỗi không? Chế độ siêu khó nữa nha, còn lại là mới trung bình thôi. Đánh vẫn được thôi nhưng mà hơi mất thời gian.
rồi luôn, vừa nói xong mất thời gian cái đỉnh nó vô luôn mà, rồi luôn mà nó đốt mạnh không khác gì mình cả. Ác chưa, đào phải cái chuyện nó chứ. Stamina cái đã. Ủa con sư cơ bé chiêu chiêu vậy ta. Con sư cơ thường giết nó xong nó cho Mystery Element mấy cái gì nữa đây. Remordiat Bot Ascend Alpha Trophy Asian Orc. Ok, thêm được tí tí nguyên liệu. Ok, à đúng rồi, ở nhà mình hình như là vẫn còn một cái đồ sum ra con cá voi không gian, mình chưa có sum ra đúng không, để về sum luôn, sum về test đam nó được. Có cái đồ sum ra cái con cái voi không gian đây rồi, Infernal Spy Whale nè, vừa đánh boss nó cũng cho cái này rồi, thử sum ra coi xem cái voi này to cỡ nào đây. Ây da, nhưng mà kẹt, chiêu nào giúp mình bay nhờ. Skill gì trời, mình chuyển thì phải. Yên của nó là cái gì ta? Con này là Astrocytus là đúng không ta? Không nhớ tách của con này là cái gì. Nhưng mà yên của nó hình như mình chưa có unlock được. Ở nhớ yên này nè, chưa mở khóa được kỹ năng. Acho, cái chữ Acho ghi làm sao ta? Tết Ashiba. Thôi cho nó mang đỡ cái yên rồng trước đi, xong hồi nó có cái yên của nó yên tắc rồi mình nghịch sau vậy. Có yên rồng mình có trong người sẵn gì nha. À đây có cái yên 300 mấy giáp nè, test trước đi cho nó trâu thôi. Xài được cái skill bomb thì bắt buộc nó phải có cái tech saddle cũng như là có element trong người nó. Cứ đánh thường trước đi. Bay, bay hơi chậm. Như muốn xài được cái chiêu dịch chuyển là bắt buộc mình phải có yên tech cơ. Giờ chưa có thì hơi bị adu một tí. Yeah.
đâu vậy? Đâu mà ở tiên hồ nè, rồi cắn đâu vậy? Cảm ơn. Trời ơi, khoan, yên của con này là Jose. Cho các bạn ạ, à, để search các bạn, unlock đi nha. Hiện tại thì mới có cái yên của con Astro Delphix là con cái heo không gian à, còn con cá voi thì chưa unlock được, bắt buộc là phải đi giết boss thêm mới có cái khả năng gọi là dịch chuyển của cái con này. Bây giờ chưa có thì thôi, hồi nữa đi farm boss có quẩy tiếp thôi. Giờ không có, nó yếu vậy, không có xài được full skill của nó. Rồi, đến cái chiêu dịch chuyển hay là thả bơm nó cũng đâu có xài được đâu nè. Phải bỏ element vô trong người nó nữa cơ mới xài được. Có yên tắc mà bỏ element nữa. Bây giờ không có, mới có để nó ở nhà. Rồi, hồi nữa tao sẽ test mày xịn hơn. Ô, mình thấy có cái ghế ngồi trên kia nữa nhờ. Cái này yên gồng hết đó. Rồi để xem nào, đủ làm thêm mấy cái bộ này, làm thêm 5 cái nữa, coi đi bắt thêm con Demonic nữa nào. Hồi nãy đầu tập mình có nói là đi bắt thêm con Bulldog nữa đúng không? Và một tập mình bắt hai con Demonic. Mới bắt một con thì tập này vẫn hơi ngắn, mới có 30 mấy phút rồi, sẽ các bạn coi chưa đủ phê. Muốn coi thêm nữa. Bữa quay mấy tập 40 mấy phút các bạn kêu vẫn chưa đủ. Muốn coi một tiếng đồng hồ ạ. Đâu rồi, bắt thêm con Bulldog nữa. Đây, 600 luôn. Beautiful. Rừng rồi đúng không? Khỉ đúng không? Meso bi được kết thì phải. Rồi y bài luôn. Mà qua bên khu mấy khu rừng rậm mà gặp mấy con phá rừng này chỉ có nó thôi. Không có chạy được đi đâu hết trơn. Làm khỉ nhưng rất chi là báo. Mấy anh kiểm lâm là phải xích mấy con khỉ đêm đích này chuyên đốt rừng này lại. Cái siêu skill quăng lửa của nó ra phạm vi rộng vãi. Cây rồi là đổ hết. Đây rồi, bé Bulldog dễ thương. Tem của mấy que. Nhưng mà đừng thấy nhỏ mà khinh với bạn, nhỏ mà có vỏ đấy. Lại nó khạc cho cái chích queo à. Đầu game không có đồ chứ chơi mà dám bắt nó thôi, nó đá cho xiển niễn liền. Yeah.
gì thôi. Te chưa buôn đó. Demonic Bulldog. Ui, cái yên hình cái chiêu luôn à. VIP vậy. Ồ, nhưng mà hình chế ra thì nó là cái yên của con Raptor. Phải. Convert Extract Version Remove Shadow Send Forester to Eternal. Cái chế độ chuyển đồ vô mấy cái bàn mình đặt ở nhà nữa kìa. Hay vậy. Sao mà quậy tiếc rồi. Ôi, lâu rồi chưa. Cứ tiêu con này. Ôi đốt đau nhờ. Chó cỏ tới chơi. Ôi phải chịu kêu chuột phải nhào lộn đốt lửa hơi bị đau. Ấy có một cái cắn bình thường như vậy chứ chuột phải nha. Hết rồi. Cái này hình như là dam của nó. Ở đây nó ghi là chạc emission rain. Nhưng mà hình như nó là dam của nó đấy. Đấy, lên dam rồi, lên 29.000 dam rồi. Ồ, tính ra là con này đam nó cũng không có to lắm nha các bạn. Muốn mấy nghìn thôi. Con này sẽ bao nhiêu khoảng hai quê luôn. Đốt vải ò. Cháy nè. Cháy như Free Fire vậy, lửa chùa. Nhưng mà cái đam này đối qua đánh bọn sư hình như nó chưa thấm lắm. Qua bên đảo xương thử coi nó đánh được bao nhiêu đam rồi. Mình thấy chưa thấm mấy nha. Đốt chưa đến 100.000 đam nữa nha. Tám mấy à. Đốt được mấy cái con dưới đất luôn kìa, phải chữa. Ác vậy. Đây rồi. Mình thấy con giúp mình full level rồi. Tới đây trời ơi. Ủa con Tyrannosaurus đâu rồi ta? Nó đi đâu rồi?
Ôi trời 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 trời. Ôi giời ơi trời. Mạnh lắm. Thôi mấy. Giờ tới giờ đây để mình ra. Đây. Con này chủ yếu là nó bị mất máu bởi cái enflame thôi. Còn là mình cái lửa đốt mình có 1000 đam mà xong mà nó các bạn nó giật máu nhiều mà lúc rồi lúc rồi 1000 nhưng mà chắc là lúc rồi trong máu đốt liên tục đốt hẳn có 9000 đam mình chết hai sợi. Stamina chút đánh tiếp. Rồi. Đánh con xe này nước này coi. Hôm đốt. Không có mạnh mà con đi mua nhờ đốt đốt hơn 200.000 đam rồi. Nó có 119.000 đam. Demonic ra là mã mấy phát còn chết rồi cung gót mất hơi lâu đánh giá là tu còn Demonic Tony để ra gọn kia chiêu chuột phải chúng ta là giống như chiêu lửa bình thường thôi không có hiệu ứng gọi là chịu vừa dùng máu theo thời gian giống như cái chiêu của con Tony kia phải của nó
Rồi thôi. Usa mà do. Thôi 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 thôi. Thôi đi ơi, đổi đổi. Đổi được không mà chúng ta chuyển sang đánh Tony rồi gọn được không vậy? À. Chó này. Nó mà đốt bây giờ là chết queo nãy giờ rồi. Tao phun lửa với cắn thường à. Chỉ đam đốt từ cái gì được phải của mình cơ. Cái nón, ê, cái nón Eternal, wow, xịn bò con sò luôn. Eternal Tech Helmet, ngon lành nhé. Ái chà, có cái áo 7000 mấy giáp, đổi luôn. Uầy, giáp cao thế nhờ, VIP luôn ấy chứ. Cái áo rồi nữa các bạn, áo Manticore xin xin luôn. Cái gì đây, Melee Stone, nếu như mà mình mang vào cái ô custom của bọn Unnao thì nó sẽ tăng 2% đam đó khi mà mình cưỡi nó. Cái con rồng rồng độc của mình mang vô được tăng 2% đam đấy, mà có nó chủ yếu đi bắt thú mà nó xài mấy cái con kia cơ, mang cục này mới ngon. Die Beer Eternal Shadow. Oh. Ok. Mình có đôi giày Manticore với lại chắc đủ một set rồi đấy cơ mà mình chưa có mang. Mang nó cái đôi giày nó đi chạy nhanh lắm, giày Manticore. Giày Eternal nè, nhanh quá cả nồi ra. Thử mình xem cái giờ thuộc tính coi. Cái áo này sẽ giúp cho mình được hiệu ứng gì á, Revive Stat Bonus Well as Buff. Uầy, thêm thêm chống chịu, thêm kháng. Ngon.
mới có được có một món là vãi nồi. Mình phải săn thêm. Tôi giày nè, giày 10 nghìn giáp. Áo 5 nghìn giáp nè. Còn 6 nghìn. 9 nghìn, nó tính ra là full bộ đúng không? Cái áo này có 1 nghìn giáp vậy. Full bộ Manticore luôn nha. Để xem nè, đôi giày tăng 300% tốc chạy, cái nón sẽ tăng 300% oxy với lại turbo, cái quần cộng 300% tốc độ chế độ, cái găng tay thì gấp 10 lần cân nặng và tăng 2% đâm tay, cái áo tăng chống chịu, vãi nồi ngon. Mà chạy nhanh quá cũng là một cái bất lợi, không mình không thích chạy nhanh lắm. Máy cùi mày vô chạy nhanh rồi mà con nó chạy kìa, rất nhanh với cái trưởng, tùy trường hợp thôi. Nếu mà bị thú rượt thì chạy nhanh thì hợp lý, chứ mà chạy bình thường chạy chậm chậm là được rồi. Chạy nè. Đúng là 300% nó có khác ha, phóng như cái máy. Cái này là đi qua giống như phi Exeter mà đi chậm chó vậy. Bóp côn xé gió là con chó mất tiêu. Đấy, chạy tốc độ này là ok rồi. Cái nón này nó tăng cái gì vậy ta? Nhìn ban đêm, nhìn thấy được cái gọi là định, nhìn ban đêm cái gì đó. Bật cái chế độ phát hiện tầm nhiệt rồi kia nữa. Uầy, oxy đối với nước là không bao giờ hết luôn. Ôi, nhìn rõ được dưới nước luôn nè. Đã nhỉ. Ủa, hay là do bộ đồ ta. Như do bộ đồ rồi phải. Ai xìa. Được luôn. Rồi, để đi. Rồi, chắc là mình sẽ tạm ngưng cái tập này tại đây các bạn ơi. Có gì ngày mai mình làm tiếp ARK nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem tập này. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ tốt lành. Hình như bữa nay là thứ 7. Hay chủ nhật gì đó mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye, hẹn lại các bạn ở tập sau.